Nam Minh xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Phóng sự Cộng đồng tuần này. Thưa quý vị, đã thành thông lệ, khi thung lũng hoa vàng rực nắng trong những ngày hè, thì cộng đồng người Việt khắp vùng Bay lại hào hứng tổ chức những buổi picnic họp mặt đồng hương để bạn bè thân hữu có dịp gặp gỡ nhau, ôn lại những kỷ niệm thân thương nơi quê nhà và cũng để phần nào chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống nơi xứ người. Với thời tiết ấm áp tuyệt vời của ngày Chủ nhật tuần vừa qua, đã có đến 3 hội đoàn chọn ngày này để tổ chức vui chơi họp mặt. Sau đây, Nam Minh xin kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh họp mặt hè của Hội đồng Hương Bắc Bình Thuận, Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng và Hội đồng Hương An Giang. Tiết trời San Jose Chủ nhật vừa rồi với gió dịu nhẹ và chút nắng ấm mùa hè, thật lý tưởng để ngồi cùng nhau mà thủ thỉ, tỉ tê những câu chuyện năm xưa ở quê hương, cho đến những tâm sự của tháng năm thăng trầm nơi đất khách. Vì thế mà Hội đồng Hương Bắc Bình Thuận đã có buổi họp mặt tại Selma Olander Park, downtown thành phố San Jose. Tuy là một hội nhỏ, nhưng Hội Bắc Bình Thuận đã cố gắng để duy trì những buổi họp mặt đồng hương như thế này trong suốt nhiều năm qua. Gần 200 gia đình các đồng hương và bạn bè thân hữu đã về tham dự picnic mùa hè năm nay. Chúng tôi được dịp trò chuyện với ông Nguyễn Xuân Quang, Hội trưởng Hội Bắc Bình Thuận. Ông chia sẻ. Hội Bắc Bình Thuận là một hội rất là nhỏ, gồm có 4 quận miền Bắc của tỉnh Bình Thuận. Nhưng đã rất nhỏ nhưng mà tồn tại được 13 năm. Đây là năm thứ 13 của hội. Năm nào hội cũng tổ chức 2 lần, một lần mùa xuân và lần mùa hè. Và hội hè năm nay được tổ chức và được sự đóng góp của đồng hương đến đây mang thức ăn cũng như quà tiền. Đây là sự thật, hội này rất là nhỏ, sống đến ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp của đồng hương. Họ cho tiền mùa hè thì chúng tôi tổ chức mùa xuân, họ cho tiền mùa xuân chúng tôi tổ chức mùa hè. Hội không có một cái chính trị tôn giáo gì hết, chúng tôi chỉ đến đây mục đích là đồng hương những người lớn tuổi để ôn lại tình đồng hương, tình quê hương sau những năm xa cách đến đây. Nhắc đến quê hương Bình Thuận, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một vùng đất Nam Trung Bộ yên bình, 4 mùa rực nắng với biển trải dài chở nặng cá tôm. Nơi đây vốn là một phần đất của đất nước chim thành xa xưa, vì vậy mà Bình Thuận có một sự pha trộn văn hóa đa dạng và không kém phần đặc sắc, nơi mà người Kinh và người Chăm sống chan hòa và cùng nhau xây dựng quê hương. Trong ngày họp mặt hè hôm nay, các đồng hương và quan khách tham dự đã không khỏi thích thú và hào hứng khi bắt gặp một hình ảnh đậm chất quê nhà. Đó là hình ảnh các bà, các cô đang làm bánh căn. Bánh căn bằng bột gạo, ăn với nước cá nục, xoài chua sắc lát là một món ăn đặc trưng của quê hương Bình Thuận. Được ăn lại món ngon quê hương ngay trong ngày họp mặt khiến mọi người ai cũng thích thú và không khỏi xúc động. Tôi xin tặng cho Bắc Bình Thuận nè. Đi đâu cũng nhớ Bắc Bình, bánh canh cá nục mặt tình mạng. Phần ẩm thực cho buổi picnic rất phong phú vì đồng hương còn mang đến rất nhiều món ngon khác đậm đà hương vị quê nhà. Buổi tiệc còn có phần văn nghệ, cây nhà lá vườn, sôi nổi, hào hứng. Các em nhỏ thì được tham gia những trò chơi như thi nhảy bao bố, thi ăn dưa hấu. Trong không khí chan hòa ấm áp của ngày hè, đồng hương Bắc Bình Thuận đã có dịp để gặp gỡ, trò chuyện, hàn huyên tâm sự, những vui buồn trong cuộc sống nơi xứ người. Chia tay với Hội đồng hương Bắc Bình Thuận với món bánh căn đặc sắc, thì phóng viên Việt Today lại có mặt tại khuôn viên của trường trung học Yebabuena để ghi lại những hình ảnh trong buổi họp mặt hè của Hội đồng hương và thân hữu Quảng Nam Đà Nẵng. Được biết, đây là buổi họp mặt đầu tiên của hội
sau hơn 8 năm gián đoạn. Vì vậy mà đã có rất đông đồng hương và thân hữu đến để chia sẻ niềm vui hội ngộ của những người con xứ Quảng Đà. Chương trình đã được ban tổ chức chuẩn bị, sắp xếp rất chu đáo. Ông Lê Văn Đức là tổng thư ký của hội cho chúng tôi biết. Đây là một cái chương trình mà chúng tôi có thể nói rằng chúng ta trở lại từ 8 năm. Cái lần cuối cùng năm 2005 mà cái hội hè của Quảng Nam Đà Nẵng và thân hữu được tổ chức và cách đây 8 năm. Và hôm nay với sự nỗ lực của tất cả các anh chị em trong ban tổ chức cũng như quý vị ban thường vụ mà chúng tôi đã tổ chức được, hình thành được cái hội hè hôm nay. Tuy nhiên cái hội hè vì quý vị trong ban thường vụ cũng như trong ban chấp hành đã lần lớn tuổi lần, cho nên cái sinh hoạt hè nó bị tắt đi từ năm 2005. Và hôm nay cái lực lượng đặc biệt mà giúp trong cái hội hè hôm nay là cựu học sinh liên trường Quảng Đà đã tiếp tay cùng với ban tổ chức cũng như quý vị trong ban chấp hành của Hội đồng hương và thân hữu Quảng Nam Đà Nẵng. Ông hội trưởng Nguyễn Văn Hoàng cũng đã cho phóng viên của Việt Today biết thêm. Chúng có thể cho khán giả của Việt Today được biết là tại vì sau một thời gian giống như là gián đoạn không có còn hoạt động nữa thì nhờ vào đâu mà hội ái hữu Quảng Nam Đà Nẵng ngày hôm nay lại có sự trở lại ạ? Kính thưa quý vị khán giả của Đài Việt Today hôm nay, tôi là Nguyễn Văn Hoàng, hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng. Với cô hội, cô phóng viên, thì từ nhờ đâu mà chúng tôi có được hội hè ngày hôm nay? Thứ nhất là trong tinh thần của đồng hương và trong những cái thao thức cho các con em Quảng Nam Đà Nẵng trong tinh thần hiếu học, hai cái trọng tâm đó khiến chúng tôi ngồi lại với nhau và nhờ cái tinh thần của đồng hương và chúng tôi được tổ chức hội hè 2011 sau 8 năm dài gián đoạn, một chương trình rất là hấp dẫn. Trong đó cái nội dung chính vẫn là cho đồng hương có cơ hội gặp gỡ và đồng thời biểu hiện lên cái tinh thần của đồng hương. Và đây là cái năm đầu tiên chúng tôi kêu gọi và mong ước rằng trong những năm sau với cái đài này thì hội của chúng Quảng Nam Đà Nẵng có cơ hội phát triển. Và cái điểm chính là để cho các em trẻ biết được cái tinh thần Quảng Nam như vậy và các em có cái tinh thần hiếu học và luôn luôn hướng về quê hương bằng cái nỗ lực của mình, bằng cái lòng ước mơ và đồng thời bằng cái học vấn để mai cải thiện đời sống ở đây, đồng thời phục vụ một ích cho quê hương đất nước in future trong tương lai. Cái tinh thần mà khuyến học chị bác sĩ Tống Thị Diệu Liên là cái người trưởng đoàn cho cái vấn đề chương trình khuyến học, và nhờ cái sự vận động của chị, nhờ cái tinh thần của chị và chúng tôi có một số mạnh thường quân đã có một số tài trợ và đồng thời giúp cho các em cho nhận lễ hôm nay. Tuy là cái phần quà đơn giản dưới một cái tinh thần, nhưng cái kỳ vọng của hội là làm thế nào các em biết rằng hội Quảng Nam Đà Nẵng luôn luôn quan tâm và khuyến khích tinh thần học của các con cháu Quảng Đà Nẵng trên con đường cũng như là để tiếp thu được cái mới và đồng thời phát triển được cái tài năng của mình. Đó là cái điều mà hội rất quan tâm và hy vọng rằng sang năm cái chương trình này quý vị sẽ nhân gấp lên và một cái chương trình sẽ rộn rệp, vui tươi và đầy đủ hơn đã trong năm đầu tiên này. Sau phần nghi thức chào cờ là lễ trao phần thưởng cho các em học sinh giỏi là con em đồng hương của Hội Quảng Nam Đà Nẵng, cho thấy sự quan tâm của ban tổ chức và đồng hương đối với việc học hành và giáo dục của con em. Biết con lời cha mẹ, biết tôn trọng giá trị đạo đức của gia đình và rất thành công trong người học. Xin quý vị cho một tay để kính chúc em nhiều hơn nữa. Sau đó thì sân khấu được nhường lại cho phần văn nghệ do đông đảo các văn nghệ sĩ, con em xứ Quảng Đà trình diễn. Phải nói rằng phần văn nghệ của Hội Quảng Nam Đà Nẵng rất hay và phong phú với nhiều tiết mục, nhiều giọng hát hay. Quảng Nam Đà Nẵng là một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt và sở hữu một nền văn hóa vùng miền hết sức đặc trưng và phong phú. Do đó, người xứ Quảng đi đến đâu hẳn cũng tự hào với giọng nói đặc trưng và một nền văn hóa ẩm thực vô cùng đặc sắc.
Vì vậy mà đến ngày họp mặt hôm nay, quan khách sẽ được thưởng thức rất nhiều món ngon đặc trưng xứ Quảng như mì Quảng, bún bò, bánh đúc, su xoa nước đường. Các quan khách còn có dịp xem lại những hình ảnh hoạt động của hội trong suốt những năm vừa qua được trưng bày ở cuối sân khấu và chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh cũng như thư pháp mới nhất của họa sĩ Đào Hải Triều. Họa sĩ Đào Hải Triều cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình. Mỗi một con người sinh ra ở bất kỳ một cái vùng đất nào thì cái thổ nhưỡng của vùng đất đó nó cũng tạo nên nó những cái nét rất là đặc biệt trong tâm tư cũng như tình cảm của con người. Là vì nói đến Quảng Nam là một cái vùng đất mà người ta gọi là đất Quảng Nam chưa mưa đã thám mà rượu hồng đào chưa nhắm đã sai. Một cái vùng đất mà cái tình cảm nó rất là mặn nồng, rất là gắn bó với người công dân của Quảng Nam. Vì thế mà khi xa quê hương thì mình không thể nào quên được cái tiếng nói, không thể nào quên được cái lời ca, không thể nào quên được những cái phong tục tập quán của người Quảng Nam. Vì vậy cứ mỗi lần mà đến một cái nơi nào đó nghe cái tiếng giống cái tiếng mình thì tự nhiên mình cảm thấy bồi hồi, xúc động, cảm thấy rằng là như là mình đang ở trên cái đất của mình, đang ở trên cái đất Quảng Nam này.